Hello, xin chào các bạn nhá. Hiện tại bây giờ là 10 giờ sáng của ngày 22 tháng 3 năm 2022. Thì bên em đang có mặt tại nhà anh Thường ở thôn Thuần Đầu, xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, thành phố Ninh Bình. Đấy, bên em vừa mới bàn giao và xếp xong thành bộ combo phòng khách. Đấy, bộ Âu Á, trương cuốn thư, gỗ xoan ta và một chiếc kệ tivi lõm. Đấy, thì bạn nào mà đang quan tâm đến dòng sản phẩm này thì bỏ một chút thời gian ra thôi. Bên em sẽ báo giá công khai và thông số kích thước đầy đủ cho các bạn nắm được nha các bạn nhá. Đấy, xin mời. Đây là chiếc ghế đoàn này, ghế đoàn là rộng 2m4 này. Ghế đoàn 2m4 đầy đủ 8 chân cho quý khách nhá. Đầy đủ 8 chân này. 2 4 6 8 chỗ này ngồi 4 người thoải mái nhá các bác nhá. Đấy, vách là vách đục tứ quý 4 mùa. Vách đục tứ quý 4 mùa nha các bác nhá. Trương là trương liền này, trương liền không chấp này. Đấy. Trương liền không chấp tay bổ nha các bác nhá. Đấy. Bàn là bàn đục chống đồng. Rộng 70 dài 1m40. Đấy, có hai ngăn kéo sử dụng. Đấy. Hai ngăn kéo sử dụng. Đấy. Các bác khi mua combo này thì bên em sẽ tặng này. Combo khay chả 5 món. Combo khay chả 5 món. Đấy. Đầy đủ 5 món cho các bác. Đấy. Bao ship 100 cây. Bao ship 100 cây nha các bác nhá. Đấy. Ghế đơn này. Ghế đơn là rộng 90, cao 1m07 và sâu là sâu 60. Đấy. Nếu mà sâu phủ bì là sâu 65 nha các bác nhá. Đây sâu 60 là từ đây này. Đến đây là sâu 60, còn nếu mà tính để cái trương này nó bành ra này thì phải là chuẩn là 65 nha các bác nhá. Tôn kẹp đấy. Tôn kẹp là 40 x 70 có đầy đủ ngăn kéo. Đấy. Kệ tivi đây. Kệ tivi có 6 ngăn kéo sử dụng và 3 ô tủ. Đấy. Tủ giữa này là có hai cánh nhá. Đấy, hai bên này. Thao để đồ. Chỗ này để được tivi 75 inch nhá các bác nhá. Chỗ này để được tivi 75 inch này. Kệ tivi này 2m2, cao từ mặt đất lên đỉnh kệ là 80 nhá các bác nhá. Đấy. Bạn nào mà đăng kết thì hãy điện cho em lên số điện thoại này. 0981888083 điện cho em. Em sẽ giao tận nhà, không cần phải đặt cọc một xu nào hết nhé các bác nhá. Đấy, nhiều cơ sở người ta bắt đặt cọc nhưng mà bên em là uy tín. Giao hàng tận nhà. Đấy. Kiểm tra hàng ưng thì mới thanh toán nhá các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.